Ghi bàn, Sarina Bowden 28. Ngay sau tiếng còi dứt trận, cầu thủ và ban huấn luyện Philippines lao vào sân, ôm nhau ăn mừng. Sau thất bại 0-2 trước Thụy Sĩ ngày ra quân, kết quả hôm nay giúp họ sống dậy hy vọng vượt qua vòng bảng trong lần đầu tiên dự World Cup. Sarina Bowden là người hùng của đại diện Đông Nam Á với bàn duy nhất ở phút 28. Sau quả đá phạt của Angie Witt, hậu vệ New Zealand phá ra. Sarah Edwick đuổi theo, đoạt bóng rồi tạt vào cấm địa cho Bowden bật cao đánh đầu giữa vòng vây của ba cầu thủ chủ nhà. Bàn thắng của Bowden đến ở tình huống dứt điểm đầu tiên mà Philippines tạo ra từ đầu trận. Đây cũng là pha kết thúc trúng đích duy nhất của họ trận này, và là bàn thắng đầu tiên đến từ nhóm 8 đội tân binh World Cup: Morocco, Philippines, Việt Nam, Zambia, Cộng hòa Ireland, Haiti, Bồ Đào Nha và Panama. Trước giải năm nay, Thái Lan là đội tuyển duy nhất của Đông Nam Á từng thắng tại World Cup hạ bờ biển Nga Ba 2015. Philippines thậm chí trở thành đội tuyển đầu tiên dẫn trước chủ nhà tại vòng bảng ở một kỳ giải kể từ chiến thắng 4-0 của Brazil trước Trung Quốc năm 2007. Trái lại, New Zealand trở thành chủ nhà hiếm hoi nhận thất bại trong một trận vòng bảng World Cup. Trước họ, chỉ Thụy Điển năm 1995 và Trung Quốc năm 2007 chịu hoàn cảnh tương tự. Trên sân Sky, Philippines nhập cuộc với sơ đồ 5-3-2 thiên về phòng thủ. Các cầu thủ của họ di chuyển liên tục, bọc lót cho nhau để đánh chặn các pha tấn công của New Zealand. Khi chủ nhà chuyển bóng ra biên nhằm thực hiện các quả tạt, Philippines không gặp nhiều khó khăn vì đa phần các cầu thủ của họ sẵn sàng ứng phó. Dù chiếm ưu thế về thế trận, New Zealand không thể tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Philippines, đánh dấu chiến thắng đầu tiên của họ tại World Cup.